Kính thưa quý vị, chủ đề về nhà thông minh và di chuyển thông minh có thể nói là một trong những chủ đề được sự quan tâm rất lớn đối với người dân toàn cầu mà các diễn giả của chúng ta đã đem đến thảo ngày hôm nay kiến thức phục vụ thiết thực liên quan đến chủ đề này. Để cụ thể hơn, tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với phần Fireside Chat với chủ đề di chuyển thông minh. Và sau đây, ban tổ chức xin giới thiệu và trân trọng mời lên sân khấu chủ trì của tọa đàm ông Đặng Minh Tâm, Giám đốc Giải pháp Solution Architect Manager Alibaba Cloud Intelligence. Và sau đây, xin trân trọng mời lên sân khấu khách mời tham gia Fireside Chat ông Mai Hoàng Phi, Quản lý Hợp tác Watt Reworks, ông Nguyễn Duy Khang, Quản lý Sản phẩm và Kinh doanh Giải pháp Bản đồ số Vietmap. Xin trân trọng, kính mời. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Đặng Minh Tâm sẽ điều hành buổi tọa đàm. Lời đầu tiên thì cũng xin gửi lời chào trân trọng tới các quý vị đại biểu cũng như các khách mời đang theo dõi chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu trước, tôi là Tâm. Solution Architect Lead của Alibaba Cloud tại Việt Nam, là đơn vị cung cấp cloud global. Thì tới với buổi tọa đàm ngày hôm nay thì rất vinh hạnh là được ngồi hội thảo với lại Nam, đó là anh Phi và anh Khen. Thì như quý vị biết là xuyên suốt chủ đề xuyên suốt của sự kiện thì chúng ta là khách online là làm thế nào để nâng tầm cuộc sống. Mà nâng tầm cuộc sống thì chắc chắn là xu thế mà nổi bật hiện tại là Smart City, làm thế nào thành phố thông minh. Và sáu trụ cột của thành phố thông minh đó chính là di chuyển thông minh, Smart Mobility. Thì rất là vinh hạnh ngày hôm nay là có hai anh ở từ hai doanh nghiệp cung cấp giải pháp về di chuyển thông minh. Thì trước khi mà chúng ta đi vào, chúng ta thảo luận sâu hơn để giúp cho tất cả khán giả có cái nhìn sâu hơn về thế nào là di chuyển thông minh đó, thì có thể các vị có thể giới thiệu lại cho những khán giả nào tới đây để có thể biết được đôi lời về Việt Nam. Cảm ơn anh Tâm. Em cũng xin xin chia sẻ lại cho một số cái thông tin cá nhân đó, là giới thiệu lại là cho một số cái quý vị đại biểu mà ở trẻ, đó là mình đang là tên là Khang, hiện tại đang là phụ trách quản lý sản phẩm và kinh doanh mà bản đồ số của Việt Nam. Hiện tại đang là cán bộ hợp tác của Watt Reworks. Thì sản phẩm mình cung cấp là một dạng địa chỉ gọi là địa chỉ Watt Reworks. Ok, cảm ơn anh Khang và cảm ơn anh Phi. Thì trước tiên á, thì cái cụm từ là Smart Mobility nó cũng tương đối là một cụm từ mới, là di chuyển thông minh. Thì theo như đánh giá của cả hai anh á, thì khi một giải pháp nó phải có những yếu tố cơ bản nào để nó có thể được định hình đó là một giải pháp mà di chuyển thông minh. Cảm ơn Tâm. Về một cái giải pháp cũng như là một cái nền tảng công nghệ mà có những yếu tố nào á, được gọi là hay là đánh giá là một cái giải pháp thông minh á, thì theo cá nhân của Khang chia sẻ thì hiện tại chúng ta đang hiện diện cũng như đang sinh sống ở trên một cái nền, trên một cái gọi là một cái không gian và một cái thời gian, cũng như là tại vị trí này và tại thời điểm này. Thì hai yếu tố đó tấm tốt hình thành cái việc mà chúng ta hiện diện ở đây. Thì để mà chúng ta di chuyển chỗ khác có nghĩa là thay đổi cái sự hiện diện chúng ta mà gọi là thông minh đó, thì cũng phải đáp ứng được hai yếu tố, đó là thay đổi làm sao được là cái yếu tố về không gian và thời gian trong cách thông minh. Về không gian thông minh đó, có nghĩa là sao chúng ta phải đảm bảo được cái khoảng tất cả những cái tiện ích liên quan tới cái việc đó là cái lộ trình chúng ta di chuyển, tất cả các thông tin chúng ta di chuyển trên từng cái lộ trình đó, và nó làm sao cho nó ngắn nhất, nó phù hợp nhất, nó hiệu quả nhất và an toàn nhất. Như theo Hiệp hội Logistics Việt Nam á, thì trong xu hướng tới á, nó ngoài cái việc mà hiệu quả nhất, an
an toàn nhất ra. Nó còn cái yếu tố đó là làm sao phải di chuyển một cách xanh nhất, có nghĩa là đảm bảo cái việc là môi trường nhất, đảm bảo cái việc an toàn môi trường, cũng như là giữ cho cái việc trái đất chúng ta xanh nhất có thể. Còn cái yếu tố thứ hai á, mà đóng góp cho cái việc mà nó có thông minh hay không đó, là yếu tố về thời gian. Là thời gian chúng ta làm sao nó tối ưu, chúng ta hiệu quả cái thời gian mà chúng ta di chuyển, và chúng ta có thể xử lý được tất cả những cái vấn đề liên quan tới thời sắp xếp cái lộ trình lên cái kế hoạch nó bài bản, nó hợp lý và nó tăng được cái trải nghiệm trong cuộc sống của ta, để làm sao mà kết hợp được các yếu tố đó là về không gian, tối ưu về không gian, tối ưu về thời gian, thì thông minh về không gian và thông minh về thời gian, làm sao chúng ta tạo ra một cái lộ trình di chuyển mà cái đó không phải là một cái việc mà lộ trình chúng ta di chuyển từ A tới B, mà chúng ta đó là trở thành một cái việc là chúng ta cảm thấy đó là một cái trải nghiệm chúng ta đi từ A tới B, trở thành một cái lộ trình từ A tới B. Cảm ơn. Có bổ sung gì không ạ? Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh. Em thì em nghĩ là phần trình bày của mình phần lớn là đã bao hàm tất cả các ý của em. Tuy nhiên một cái hai ý mà em nghĩ là nó bao gồm trong việc của mình. Cái đầu tiên là nó thứ nhất là nó dễ cho người dùng sử dụng. Thì một công nghệ cho dù mà nó thông minh hay là nó hiện đại đến mức nào mà nó rất là khó khăn cho người dùng sử dụng, và nó không bao hàm tất cả thành phần đối tượng, ví dụ như là từ người già trẻ nhỏ cho đến những người mà bị khuyết tật không may trong cuộc sống, thì nó cũng chưa gọi là quá thông minh. Và ý thứ hai là công nghệ thông minh thì nó phải bao hàm là thông minh, thực ra là mình có thể sử dụng được cái dữ liệu của nó, và nó phải tổng hợp, nó phân tích được cái dữ liệu đấy. Hay quá, thì theo như mà ý của cả Phi và Khang á, hai anh ở đây đã đưa ra chúng ta một cái câu trả lời rất là tổng quát, là một giải pháp di chuyển thông minh thì thứ nhất là phải đơn giản dễ sử dụng, thứ hai là làm thế nào có thể khai thác được ngược lại cái dữ liệu của đó, và giải pháp đó là phải giúp tối ưu về không gian, tối ưu cả về thời gian, và cuối cùng là phải là một giải pháp xanh, gọi là cái từ mà gần đây mà rất là nhiều, trong rất là nhiều hội nghị mình gặp luôn, đó là phát triển bền vững, là sustainability á. Ok, thì bên cạnh đó mình có thêm một cái câu hỏi nhỏ nữa cho Hoàng Phi và Khang. Thì hiện tại mình thấy là rất là nhiều là người sử dụng, người ta sử dụng các chương trình bản đồ của tích hợp sẵn trên thiết bị di động á. Thì theo như đánh giá của Phi và Khang á, thì cái chương trình bản đồ trên thiết bị di động nó có đủ điều kiện để mình xem nó là một giải pháp thông minh hay chưa, giải pháp di chuyển thông minh hay chưa? Thì là mình đi trước đi. Thực ra thì em nghĩ là thứ nhất là quay lại với câu hỏi nói là khi mà mọi người muốn điều hướng thì hay sử dụng bản đồ ở trên ứng dụng điện thoại. Nhưng mà từ góc độ quen thì em nghĩ là khi nào mà mình cần thứ nhất là về mức độ thông minh, từ người dùng, nếu người dùng thông minh thì sẽ biết là khi nào mình điều hướng thì nên sử dụng ứng dụng nào. Ví dụ như là thông thường thì họ sẽ sử dụng là Google Maps, bởi vì các dữ liệu nó khá đầy đủ của khu vực này. Tuy nhiên là nếu như mà mình sử dụng để mà giao hàng thì nghĩa là bản đồ Việt Nam thì sẽ là tốt hơn, trên xe hơi thì là bản đồ Việt Nam sẽ là tốt hơn. Thì do đó là một ứng dụng thì nó sẽ không thể nào giải quyết tất cả nhu cầu của tất cả mọi người được. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ một số cái ý kiến cũng khá là tổng hợp, khá là đầy đủ rồi. Thì Khang xin bổ sung một số cái lý sau thôi. Thì theo cái quan điểm của Khang á, đó là cái việc mà các cái ứng dụng bản đồ và hiện tại á, các cái đơn vị mà các cá nhân á, mà đang sử dụng nó có được gọi là thông minh hay chưa, cái đó cũng còn tùy vào cái vào đối tượng sử dụng đó. Ví dụ như là ai đang sử dụng đó, cái bản đồ đó, rồi cái mục tiêu họ sử dụng để làm gì, và cái phương tiện họ đang tham gia trong cái việc mà di chuyển mà khi sử dụng bản đồ như thế nào. Ví dụ là Khang xin ví dụ như là khi mà mình chạy xe, mình lái xe ô tô đi, thì mình lái xe từ A tới B, thì ngoài cái việc mà thông minh trong việc mà lái xe ô tô đó, nó sẽ khác cái người mà thông minh đi xe đạp hoặc là đi xe máy. Đặc biệt hơn có việc đi xe ô tô luôn, cái việc mà thông minh đó, thì ngoài cái việc mà ứng dụng đó, nó là một cái nền tảng gọi là tôi là cơ bản basic đó. Nó sẽ cái việc mà thông minh đó, ví dụ như là mình sẽ thấy là tất cả những đơn vị tại sao là Tesla hay là những cái đơn vị mà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, người ta cần đó là sản xuất và phát triển hệ thống mà lái xe thông minh. Có nghĩa là sao?
khi mà ngoài cái gì mà ứng dụng á, mà đi từ A tới B mà được mình chỉ đường hay không á, để chúng ta dẫn chúng ta đi đến nơi đó, ta phải đảm bảo được là mình có đi chiếc xe an toàn hay không. Cái hệ thống của phần mình nó có thể can thiệp hay là kết nối với những cái hệ thống trợ lý lái xe không còn đã đấy, hay là cái việc đó cái hệ thống đó có connect được với cái hệ thống, tất cả các hệ thống mà sensor cảm biến của chiếc xe không, để phòng trong trường hợp khi chúng ta đi lên biển á, ngoài cái việc mà dẫn đưa chúng ta từ A tới B đến vị mà chúng ta đảm bảo chúng ta an toàn, đảm bảo cho chúng ta cảm thấy là cái việc mà lộ trình chúng ta đi từ A tới B á, nó thật sự là nó mang lại một cái trải nghiệm tốt, chứ không phải không đơn thuần là vì chúng ta chỉ là điểm đường thôi. Nên cái việc mà để đánh giá được một cái những cái ứng dụng mà sử dụng bản đồ á, hiện nay thì có không minh hay không thì cũng còn tùy nhiều yếu tố đó, nhưng mà thì thực tế là cái những ứng dụng đó đã gọi là một ứng dụng về thông minh rồi, nhưng mà nó là một cái nền tảng về cơ bản. Cảm ơn câu trả lời của hai bạn Phi và Khang luôn. Thì hai bạn đã đưa ra một câu trả lời hết sức là chính xác và trực quan luôn đó, đó là không có công cụ hoàn hảo mà chỉ có người lựa chọn công cụ hoàn hảo cho mục đích của họ. Ok, quá hay. Cái này là câu hỏi dành riêng cho Khang. Thì nãy là có nghe Khang giới thiệu về ứng dụng Bitmap đó, thì hiện tại thì mình thấy là ứng dụng Bitmap được tin dùng bởi rất là nhiều tài xế ở Việt Nam. Thì Khang có những một cái chia sẻ cho những quý khán giả ở đây, thì điều gì đã làm nên cái đặc điểm nổi bật của Bitmap để dẫn tới, để hướng cho các tài xế tin dùng. Về cái việc mà điều gì mà làm là mang lại được cái sản phẩm của Bitmap á, để cho các cái tài xế lái xe hiện tại đang tin dùng á, thì hiện tại ở Bitmap á thì là một công ty về localize, là một công ty ở chỉ cung cấp cái dịch vụ, hiện tại đang cung cấp cái dịch vụ về bản đồ số cũng như là về các cái phần mềm, về các cái thiết bị ô tô, xe ô tô cho ở Việt Nam thôi. Và do đó thì mang cái tính chất local với mang tính chất địa phương á, thì so với một cái những cái hệ thống một công ty khác đa quốc gia, ví dụ như là có thể kể tên như là Google kia nè, những công ty mà nó là global rồi, thì những cái để mà mình mang lại được cái cảm giác mà khi mà lái xe mình lựa chọn cái sản phẩm của mình đó, thì mình phải đảm bảo được cái tăng được cái tính địa phương hóa cho cái sản phẩm đó, có nghĩa là những cái đơn vị global họ làm tốt ở những cái nền tảng và những cái sản phẩm dạng sản phẩm, nhưng là tất cả các cái dịch vụ về cho áp dụng cho đa số người dùng. Thì ở Bitmap đó sẽ đánh mạnh vô những cái nền tảng và những cái chức năng liên quan tới địa phương hóa, nghĩa là khi mình di chuyển đó, thì sẽ có những cái đầy đủ các thông tin. Rồi với những cũng đang hướng tới cái việc là về hỗ trợ cho việc lái xe một cách thông minh hơn, cũng kết nối với những cái hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS, rồi cũng họ kết nối với những cái nền tảng sensor camera trên xe, cũng kết nối với những cái các cái hệ thống khác bên thứ ba, ví dụ từ chính phủ như là camera an ninh, camera giao thông, hay là các cái dữ liệu về đường đi. Và đặc biệt đó là để mà làm được việc đó thì hiện tại là Bitmap cũng là một trong đơn vị mà ở local mà đang làm chủ được toàn bộ cái quy trình là thu thập và tạo dựng được cái bộ cơ sở dữ liệu, mà làm sao cái bộ cơ sở dữ liệu nó được review liên tục mà nó không có bị chết, gọi là cái dữ liệu chết, thì nó sẽ điều đó là mang lại được việc khi mà khách hàng sử dụng cái dịch vụ đó nó luôn chính xác, nó luôn đảm bảo cái tính liên tục cập nhật, thì đó là một cái điểm giảm trong việc kết nối của Việt Nam với những cái khách hàng mà đang sử dụng. Hay quá, cảm ơn Khang. Thì ưu điểm của Việt Nam và khiến khách hàng tin dùng, thứ nhất là về localize, tức là đặc tính là sẽ luôn luôn tối ưu hóa và các trải nghiệm của địa phương. Thứ hai nữa là luôn luôn sử dụng các công nghệ ứng dụng của AI để có thể khai thác ngược lại dữ liệu và từ đó nâng cao cái giá trị sản phẩm. Và cuối cùng nữa là Bitmap sẽ luôn luôn đẩy mạnh việc cải tiến sản phẩm để có thể bắt kịp với lại các xu thế mới. Đó. Thì hay chia sẻ, nghe chia sẻ của Khang mình càng thấy là mình càng tin tưởng vào sử dụng bản đồ Bitmap. Và bên cạnh đó thì câu hỏi này là dành riêng cho Phi. Theo như mình được biết á, là Watchword
là một trong những giải pháp về di chuyển thông minh đang được rất là nhiều nhà sản xuất ô tô quyết định tích hợp sẵn vào trong hệ thống của họ luôn. Ví dụ là Mercedes-Benz, Subaru, Mitsubishi và cái thứ nhất đó là bên VinFast, đúng không? Thì Vi có thể chia sẻ là yếu tố nào đã làm nên cái phương tiện của WatchingWorld để xây dựng lòng tin từ phía khách hàng? Em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì em xin phép trả lời câu hỏi này từ hai góc độ. Góc độ đầu tiên là từ góc độ của người dùng, người lái xe, người điều khiển xe. Và góc độ thứ hai là từ góc độ của doanh nghiệp. Thì từ góc độ của người dùng, khi mà sử dụng địa chỉ WatchingWorld thì thứ nhất là nó dễ nhớ, nó thân thiện với môi trường. Lúc nãy có cho ví dụ là thay vì sử dụng địa chỉ 2 hành khẩu thì người dùng bắt buộc là phải chỉ định ra là họ đang ở thành phố nào, họ muốn 2 hành khẩu ở quận nào, hoặc là nếu mà họ định vị tới ví dụ là trung tâm thương mại Vincom chẳng hạn thì thông thường tọa độ của trung tâm thương mại Vincom thì nó đặt ngay chính giữa trung tâm, và họ sẽ không biết chính xác là họ muốn đi cửa nào, họ đi cửa bên này hay là họ đi cửa mặt đường lên đến tôi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì nó tạo ra một cái sự dễ dàng sử dụng cho người dùng và nó cũng dễ nhớ, dễ dàng giao tiếp qua điện thoại. Và ở những nơi mà nó không có địa chỉ, ví dụ như là mọi người thích là lái xe đi vượt thì những cung đường chẳng hạn, thì họ có thể dễ dàng lưu lại những địa điểm mà họ yêu thích, những địa điểm đẹp mà họ cũng muốn dừng lại. Từ góc độ của doanh nghiệp thì khi mà chúng em có WatchingWorld thì bọn em cung cấp một cái jailbreak API gọi là API mã hóa địa lý. Thì em có biết từ bên Việt Nam mình cũng có cái dạng API này. Tuy nhiên là từ về mặt chi phí thì bọn em không đắt hơn, cũng không rẻ hơn là Google Maps API. Nếu mà nói vậy thì chắc chắn là bọn em không thể nào tiết kiệm bằng API của Việt Nam. Tuy nhiên là cái việc sử dụng API của bọn em thì đồng nghĩa với việc là mình chỉ cần gọi một lần sẽ tìm được chính xác và độ. Theo em biết có rất nhiều doanh nghiệp họ phải gọi nhiều API khác nhau và họ phải so sánh để mà xem coi là cái tọa độ nó có chính xác chưa trước khi mà họ bắt đầu là họ đặt đơn cho người dùng. Thì cái việc sử dụng API của WatchingWorld được chắc chắn rằng là cái tọa độ đó là tọa độ chính xác. Và hơn nữa khi mà doanh nghiệp vì WatchingWorld một tính năng là không bắt buộc người dùng sử dụng, người dùng có thể chọn sử dụng địa chỉ thông thường hoặc sử dụng địa chỉ WatchingWorld, thì khi doanh nghiệp trả cái phần chi phí cho WatchingWorld thì đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp đang trả cái phần chi phí để giải quyết cái vấn đề địa chỉ của khách hàng đó thì trong từng trường hợp nhất định. Thì đó là cái ưu điểm của WatchingWorld. Vậy chính xác là bên WatchingWorld chiến thuật đang được ưu tiên hàng đầu đó chính là tăng cường trải nghiệm người dùng. Đúng, tăng trải nghiệm người dùng và giải quyết những vấn đề mà địa chỉ thông thường không thể giải quyết. Này, đây là smart strategy luôn rồi. Xin cảm ơn anh. Ok. Phần này thì một câu hỏi bất lệ, cho mình hỏi nhỏ một cái là theo như trong quá trình mà phát triển và quá trình sử dụng của cả hai vì mà khen luôn á, thì có khi nào mọi người hiểu được một cái ứng dụng mà trí trí thông minh nào mà nó hành xử trở nên kém thông minh được không? Có khi nào nó xảy ra, nó rơi vào dạng giống như là khi mà mình phát triển có họ rất chưa bất á. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì cái điều này là hoàn toàn là có thể xảy ra, mà cái con số mà xảy ra một cái sản phẩm hay là một cái giải pháp á, mà nó khi mà nó sinh ra với mục đích thông minh nhưng mà khi mà sử dụng á nó chưa được thông minh á, thì nó không có con số đâu, phải ít. Dạ. Tại vì nếu mà xét cái yếu tố thông minh đó, nó phải xét cái yếu tố là phù hợp, tức là nó cái có hai chiều, tức là hai phương diện nhá. Một là cái sản phẩm hay cái hệ thống này, giải pháp này nó phù hợp với cái người sử dụng hay không, hoặc là cái người sử dụng có phù hợp với cái hệ thống này hay không. Nó là hai yếu tố như vậy. Thứ nhất đó là nếu mà về xét về mà hệ thống có phù hợp với người sử dụng hay không, là thường cái trường hợp có thể gọi là cái hệ thống nó được là mình sinh ra để cái và cái người sử dụng đó là sẽ trong một cái tổ chức là một cái đơn vị đó sẽ sử dụng cái hệ thống cái giải pháp đó. Thì khi mà mình làm chủ cái giải pháp đó, nhưng mà mình sinh ra mình phục vụ cho cái những đối tượng sử dụng đó, nhưng mà mình làm nó không phù hợp về quy trình, không phù hợp về đội ngũ kinh nghiệm hay là cái trình độ của đội ngũ này, không phù hợp về cái tiến trường của những mục đích sử dụng lâu dài, vâng, nó rất nhiều cái điểm không phù hợp á, thì dẫn tới là cái quy trình đó khi mà đưa vô ứng dụng sử dụng nó cũng còn chưa thành quả thông minh. Rồi cái trường hợp cái phương diện ngược lại đó là cái người dùng có phù hợp hay không với cái sản phẩm, cái giải pháp hay không á, thì cũng tương tự luôn, là
với cái khả năng hiện tại, với một cái mức độ cảm nhận hay mức độ khám phá sử dụng khác nhau của mỗi người, thì đối với người này có thể là phù hợp, nhưng mà đối với người khác thì lại không thể phù hợp. Thì đó là có hai cái phương diện. Nên là có chia sẻ là cái con số và nó cái một cái giải pháp nó được sinh ra nó mục tiêu thông minh, nhưng mà kết quả nó là không thông minh. Em cũng xin đồng quan điểm với anh Khang. Thì em thấy là hai vấn đề đầu tiên là về vấn đề người dùng, vấn đề ứng dụng. Thì em nghĩ là không có một ứng dụng nào phù hợp với tất cả mọi người, mà nó phải tùy thuộc cái ngữ cảnh. Tuy nhiên nếu mà nói về người dùng thì em cũng thấy mình đang ứng dụng không thông minh thì cũng có người không thông minh là em không thông minh. Bởi vì ví dụ như là khi mình tìm địa chỉ trung tâm hội nghị này trên Google Maps, thì thực ra là có một cái pin ai đó đã tạo sẵn về trung tâm này trên Google Maps. Nhưng mà khi tới thì em nhìn thấy cái pin này, tức là em nằm ở phía sau của cái khách sạn, cái cốt truyện là trung tâm này nằm ở trong khách sạn. Cái đó thì em mới vào, nó là sai vị trí, thực ra nó nằm ngoài. Nhưng mà nếu mình ở bản đồ satellite làm việc thì sẽ thấy là cái pin này đã được pin đúng vị trí chính xác cửa ra vào của trung tâm. Cái đó thì nghĩa là người dùng của mình ở đây là họ sử dụng công nghệ rất độ quá nhanh, họ không có thời gian để mà kiểm chứng lại xem là cái thông tin mình nhận được có đúng hay chưa, dù là công nghệ đã được cung cấp sẵn. Người dùng. Anh cũng chia sẻ thêm là khoa chỉ mình em không có mình đâu, mà anh cũng bị lột được mà. Thì theo như cả hai bạn ví dụ anh Khang thấy thì hiện tại bên phía chúng ta là cũng có rất là nhiều các giải pháp về dữ liệu thông minh. Thì nếu như mà so sánh với lại các giải pháp thông minh ở trên quốc tế công nghệ trên quốc tế thì hiện tại cái vị thế của mình đã là nó như thế nào, và trong tương lai gần tới thì chúng ta cần phải làm những gì để chúng ta có thể cải thiện, chúng ta có thể nâng cao được cải thiện của người dùng sản phẩm mình cho người dùng Việt Nam. Em thì trong lĩnh vực này thì em không có chuyên nghiệp công nghệ khác, không phải là chuyên môn của em, cho nên em chỉ xin phép là được trao đổi về phần công nghệ bản đồ. Thì về phần công nghệ bản đồ thì nó sẽ có nhiều, nó sẽ có hai yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên là tính địa phương hóa của bản đồ đấy. Và yếu tố thứ hai là yếu tố về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Thì về tính địa phương hóa thì em có thể cho quay lại cái ví dụ là Google Maps. Thì ví dụ như là các cái dữ liệu về cơ sở mặt đường thì họ có rất nhiều, bởi vì là họ có khối lượng lớn các khách hàng, họ hay check-in online, họ hay chụp hình, họ có phần dữ liệu đấy. Nhưng mà về các cái dữ liệu giao thông thì họ khác không thể bằng các cái sinh sống địa phương. Thì ở đây là ở Việt Nam. Và nếu như mà mình nhìn một số cái công ty lớn chẳng hạn, ví dụ như là Grab, thì trước đây mình biết là họ cũng có dùng Google Maps. Nhưng mà sau thời gian thì bởi vì Google Maps không được chính xác thì họ bắt buộc phải chuyển sang một cái sản phẩm họ tự là gọi là Grab Maps. Và với sản phẩm này thì sắp tới là họ sẽ có một số cái chiến lược để mà cung cấp chỉ nhắm vào thị trường Đông Nam Á. Cho đó là cái tính địa phương hóa của một sản phẩm bản đồ nó cực kỳ quan trọng trên đánh giá. Và phần thứ hai nữa là tất nhiên là tính về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, cũng như là tính về bảo mật dữ liệu. Ở phần khu vực biên giới và khu vực Biển Đông là những khu vực rất nhạy cảm và được chính phủ Việt Nam rất quan tâm. Thì nó cũng có một số ý liên quan đến địa phương hóa, và phần này thì các cái đơn vị như là Google Maps hay Apple Maps thì tính phải họ lại không chấp hành được. Phần thứ hai là bảo mật dữ liệu, thì là do là dữ liệu ở đây là dữ liệu rất nhạy cảm và dữ liệu của Việt Nam. Điều đó là họ sẽ quan tâm tới những đơn vị nào có đặt ví dụ từ Việt Nam, và cũng như là có bảo mật phần đấy để họ có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Đó là hai phần rất quan trọng, anh nghĩ là cái công nghệ bản đồ là từng đi. Cảm ơn thầy đã nói khá rõ về cái vấn đề bản đồ Việt Bắc đang là trong những đơn vị để xây dựng cái bản đồ của Việt Nam, bản đồ số của Việt Nam. Nhưng câu hỏi quan tâm thì có hai cái ý, là vị thế chúng ta đang đâu thì anh xin chia sẻ đó là nếu mà xét về vị thế đang ở đâu đó, chúng ta sẽ có hai nhóm đối tượng. Đầu tiên là nhóm đối tượng sử dụng, và thứ hai là nhóm đối tượng sử dụng những công cụ để có thể cung cấp. Thì đầu tiên là về sử dụng đó, thì như ở nhiều lĩnh vực khác thì Khang cũng không có nắm rõ về chuyên môn, cũng như là có những cái anh hiểu sâu hơn về những lĩnh vực khác, thì Khang chia sẻ về cái mảng chính của mình, đó là logistics hay là về ngay cả cái việc mà giao nhận hàng hóa mình phải. Thì lúc nãy trong cái bài chia sẻ của Khang cũng chia sẻ là hầu hết á, những cái đơn vị và logistics á, khoảng từ 50 đến 60% là đang là
chưa hoặc là đang sử dụng ứng dụng những cái việc mà chuyển đổi số hay những nền tảng công nghệ của trong cái việc mà vận hành hàng ngày là đang là rất là thấp hoàn toàn của mình. Thì do đó cái việc mà vị thế của những cái đơn vị mà logistics hay là vận tải thì ở Việt Nam này đang là một con số rất là tinh tú và cần phải nâng tầm cái vị thế lên, nghĩa là phải cần đầu tư, cần phải sử dụng những cái chuyển đổi số hay cái quy trình. Tại anh nãy Trang có chia sẻ đó là tại sao những cái việc mà giao nhận hàng hóa hoặc là giao delivery shipping cái mà shipping của những cái shipper giao nhận hàng hóa thì hầu hết chiếm lĩnh thị trường là những công ty đa quốc gia. Ngoài cái vấn đề mà chi phí phát triển về nguồn ngân sách ra thì những một trong những lợi thế của những công ty đa quốc gia đó là họ đang sử dụng, họ đang kế thừa rất nhiều cái nền tảng về chuyển đổi số của cái hệ thống mà họ đã xây dựng ở những nước khác hoặc là ngay cả cái nước mà sở tại họ đang phát triển đó. Thì những cái đơn vị mà ở Việt Nam đó, thì cần phải nâng cao được cái việc mà chuyển đổi số đó. Còn về cái việc mà xây, còn cái đơn còn cái nhóm đối tượng thứ hai là những cái người mà xây dựng đó, những cái đơn vị mà xây dựng đó, thì ngay cả ở Việt Nam thì Việt Nam cũng phải là mình càng ngày càng nỗ lực hơn trong cái việc mà mình tăng cái tính địa phương hóa, cũng như mình làm chủ được toàn bộ cái quy trình về công nghệ về xây dựng từ cơ sở dữ liệu đưa ra tới ứng dụng một cách nhanh nhất và tiện nhất, làm sao mà tăng được cái trải nghiệm khách hàng cho những cái khách hàng mà ở trong nước cũng như những cái khách hàng ở global đầu tư của Việt Nam. Thì cái việc mà những cái công nghệ mà chúng ta ứng dụng vô thì ở trên thế giới chúng ta có rất nhiều công nghệ, và cũng thật sự là cái thời đại mà 4.0 này thì rất nhiều các công nghệ mà được các thông tin báo chí rất là đưa ra các thông tin, như đưa ra rất nhiều thông tin ví dụ như là AI hoặc là machine learning rồi xử lý dữ liệu lớn big data v.v. Thì hiện tại nha, Việt Nam cũng đang từng bước để mà áp dụng những công nghệ đó trong cái việc mà thu thập dữ liệu, làm chủ những cái quy trình hiện tại chúng ta đưa từ cái dữ liệu từ ngoài thị trường vô trong cơ sở dữ liệu, chỉnh sửa control về chất lượng và đẩy đưa tới người dùng trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, và mang lại được cái đó là một cái lợi thế của mình so với những cái đơn vị cung cấp các giải pháp khác như thế. Cảm ơn chia sẻ của Phi và cảm ơn chia sẻ của Khang luôn. Thì thông qua sự chia sẻ với sức tinh thần và sâu sắc của cả hai diễn giả này, thì bản thân mình và tất cả các khán giả này đều thấy rõ ràng là cái bước tiến của các doanh nghiệp khi mà cung cấp giải pháp di chuyển thông minh Việt Nam là tiến rất là xa và gần như là bắt kịp, và có thể là một số điểm là còn hơn cả các giải pháp thông minh ở trên thực tế luôn. Đó, đặc thù là bên Việt Nam thì có kỹ thuật đó là địa phương hóa, và bên quá trình quật thì có giải pháp đó là tăng cường trải nghiệm người dùng. Thì trong tương lai gần thì mình tin rằng là các giải pháp của cả hai doanh nghiệp sẽ được càng nhiều người Việt Nam sử dụng hơn nữa. Đó. Bởi vì thực sự ra là chỉ có những doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thì mới thấu hiểu và cố gắng phấn đấu để tăng cường sản phẩm chúng ta cho cộng đồng của Việt Nam. Thì cảm ơn sự chia sẻ của các hai vị đã, và mong rằng trong tương lai sẽ càng được sử dụng, càng được trải nghiệm nhiều hơn những tính năng mới mà của cả Việt Nam của bạn chị Quân. Cảm ơn. Xin phương tâm, phương quý vị. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức thì em cũng xin gửi lời cảm ơn tới ta vì đã tham gia phần tọa đàm này, và xin mời ban cùng nán lại sân khấu để nhận sự cảm ơn đến từ ban tổ chức. Và sau đây xin kính mời bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vinasa sẽ lên sân khấu để trao thư cảm ơn cho các diễn giả.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia chia sẻ tại phiên hội thảo ngày hôm nay.